anh phản đối việc em vô đại dương. Vừa rồi em bị cô Linh kia gài bẫy, dù khống ngược lại ra sao em cũng thấy rõ rồi đó. Cổ rất là mưu mô quỷ quyệt, em không phải là đối thủ của cổ đâu. Em chỉ cần lấy lại số cổ phần đó rồi bán lại cho người khác, cắt đứt dây dưa với họ, vậy là xong. Em nhất định sẽ không bán cổ phần ở đại dương đâu. Việc làm vừa rồi của cổ đang củng cố nghi ngờ của em bấy lâu nay về cổ. Cổ chính là hung thủ đã hại em và anh Lâm. Vì nếu mà thực sự cô ta yêu anh Lâm thì chắc chắn đã không làm hại tới đại dương rồi. Đã vậy còn lén lút với anh Sơn nữa. Bằng mọi giá em phải ngăn chặn cổ phá quỷ đại dương và vạch trần bộ mặt thật của cổ. Em làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì Lâm phải không? Nhưng hiện tại Lâm đang hiểu lầm em và rất hận em. Gia đình Lâm thì đang mê muội và tin tưởng cô Linh. Nếu em cứ dây vào họ, em sẽ gặp nguy hiểm. Em từng khó khăn lắm mới chết đi sống lại mà Thi. Em coi như vì cô Thủy vì anh, lo cho sự an toàn của bản thân mình được không? Em biết là lúc nào anh cũng lo lắng cho em hết, nhưng mà chuyện này em đã quyết định rồi. Anh không ngăn cản em được đâu. Em sẽ làm tất cả mọi cách để em và anh Lâm có thể sống hạnh phúc trọn đời với nhau. Bây giờ em sẽ gọi điện nhờ luật sư Bảo mau chóng hoàn tất thủ tục để em có thể chính thức trở thành cổ đông của đại dương. Tôi Thi đây. Mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy xin mời luật sư hãy trình bày. Các thủ tục về nhân thân của cô Quỳnh Uyên Thi đã hoàn tất. Bây giờ cô Quỳnh Uyên Thi đã chính thức là người có vốn ở đại dương với 40% cổ phần. Giám đốc hiện tại là anh Trần Minh Lâm, cũng là chồng hợp pháp của cô Quỳnh Uyên Thi, vì lý do sức khỏe nên không thể làm việc. Cô Cao Khánh Linh đã được ủy quyền tạm thời giữ vị trí giám đốc. Tuy nhiên cô Quỳnh Uyên Thi cho rằng năng lực của cô Cao Khánh Linh chưa đủ để đảm đương vị trí này. Bằng chứng là trong thời gian qua, các quyết định sai lầm và nóng nảy của cô ấy như bán tháo các dự án quan trọng của đại dương đã gây thiệt hại rất lớn. Bên cạnh đó, các quyết định phân bổ nguồn vốn cũng chưa hợp lý. Vì vậy cô Quỳnh Uyên Thi đề nghị bầu lại người thay thế vị trí của anh Lâm. Yêu cầu của cô Quỳnh Uyên Thi thật sự là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, theo tôi được biết, cô Quỳnh Uyên Thi từ trước tới nay chỉ là nghệ sĩ piano. Cô hoàn toàn không có một chút chuyên môn về kinh doanh. À, trước đây cô ấy có vài tháng kinh nghiệm làm thư ký riêng cho giám đốc Lâm. Vậy bây giờ tôi xin hỏi cô Quỳnh Uyên Thi, chẳng lẽ cô chỉ dựa vào số vốn đó mà muốn trở thành giám đốc của công ty đại dương này sao? Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành giám đốc của đại dương hết. Tôi chỉ muốn giữ vị trí này để chờ chồng tôi là anh Trần Minh Lâm hồi phục. Tôi sẽ trao trả lại cho ảnh. Tất nhiên là tôi không thể làm ngơ. Nhưng lúc anh Lâm vắng mặt, lợi dụng quyền hành để phá hủy đại dương như vậy được. Tôi xin có ý kiến trùng lập. Về vấn đề tình cảm giữa cô Thi, cô Linh và giám đốc Lâm thì tôi không có ý kiến vì tôi là người ngoài. Còn về vị trí giám đốc của công ty, người thích hợp nhất vẫn là anh Trần Minh Lâm. Bằng chứng là giám đốc Lâm đã đưa ra rất nhiều hướng phát triển hợp lý, giúp cho đại dương vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng và dần đi vào ổn định. Cô Linh, tôi không phủ nhận cô là người có năng lực, nhưng để đảm đương vị trí giám đốc thì còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Và tôi cũng không tán thành với những chính sách mà cô vừa đưa ra. Còn về cô Thi thì đúng như cô Linh đã nói, không phải chỉ vì cô có một số vốn mà cô có thể trở thành giám đốc. Vì giám đốc Lâm không biết khi nào mới hồi phục được. Xét về tình và lý thì một trong hai cô phải đảm nhận vị trí giám đốc tạm thời. Cho nên phải coi ai là người có chính sách để phát triển đại dương hợp lý nhất trong giai đoạn sắp tới. Vì vậy tôi đề nghị hai cô phải lên kế hoạch cụ thể cho những quý tiếp theo. Ai có hướng khả thi hơn thì người đó sẽ tạm thời để giữ chức giám đốc thay thế cho anh Lâm. Mọi người có tán thành không? Tôi tán thành. Tôi đồng ý. Tất nhiên là tôi cũng tán thành. Tôi cũng vậy. Xin cảm ơn. Tình yêu bất tử
20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.